Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Các em vừa mới hoàn thành chương trình tiểu học xong và các em bước vào cấp 2, 6, 7, 8, 9 rồi cấp học trung học cơ sở ha. Thì thực sự thầy cũng cũng vừa mới dạy các em thôi. Nhưng những anh chị trước 7, 8, 9 thậm chí chuẩn bị lên cấp 3 là 10 các em năm học sinh năm 2003 đấy thì cực kỳ là quen thuộc đối với cái niên khóa mà các em sinh năm 2003 là thầy đã dạy cách đây đã 2 năm rồi, nghĩa là bắt đầu từ năm lớp 8 ha. Lớp 8 là thầy dạy hóa trước và hồi năm ngoái thì vừa rồi là thầy đã dạy cả toán cả hóa cả sinh ha. Thì đối với các em lớp 6 thì thầy giới thiệu một xíu ở trên kênh của thầy nhé. Trên kênh của thầy, cái tên của kênh thầy là đó chính là thầy Quang. Các em vào YouTube các em gõ là thầy Quang thì sẽ ra cái kênh của thầy, thì các em kích vào đó, nhấp chuột vào đó thì sẽ thấy được cái danh sách phát. Thì cái chương trình lớp 6 thì chúng ta sẽ được học của thầy là 3 môn. Môn thứ nhất đó chính là môn toán, môn thứ hai là môn sinh. Sinh thì do cô vợ của thầy dạy và cô đã hoàn thành chương trình từ học kỳ 1 cho tới hết học kỳ 2 rồi, ở trên kênh đã có sẵn ha. Và năm học này các em nói chung là thầy thực sự là các em cũng khá là may mắn. Thầy sẽ dạy thêm cho các em môn vật lý 6 nữa. Nó cũng chính là cái cơ sở để mà một cái nền tảng để các em có cơ sở để các em giúp cho các em một số bạn mà không có điều kiện để đi học thêm, hoặc là nhà xa, hoặc là nhà ở xã mà có mạng có thể lên YouTube hoặc là Google, thì em sẽ học qua kênh của thầy. Thì thầy dạy cũng giống như dạy thêm thôi các em, tại vì hiện tại bây giờ thầy dạy thêm rất là nhiều mà thầy cũng tranh thủ quay. Năm ngoái thầy đã hoàn thành xong 6, 7, 8, 9 toán hóa sinh rồi, thì năm nay đối với các em học sinh lớp 6 và lớp 7 thì các em là lớp 6 đúng không, thì thầy sẽ dạy thêm môn vật lý. Còn các anh chị trước ấy, thầy nói với em là rất là yêu cầu thầy dạy lý rất là nhiều nhưng thầy không có rảnh. Đúng là năm nay thì sau khi thầy hoàn thành xong thì thầy sẽ dạy lớp 6 và lớp 7 và theo các cái em khóa năm 2003 là lớp 10, môn toán, môn hóa và môn sinh. Nên các em có anh chị mà sinh cái năm 2003 thì các em cũng nói để mà các anh chị đấy biết lên kênh của thầy nhé. Thì cái cách dạy của thầy thì chắc có một số em đã coi sẵn ở trên clip của thầy rồi. Thì thầy sẽ không dạy trên bảng đâu các em, mà thầy chỉ một cái bút Doraemon, gọi là các bạn comment là đúc bút Doraemon huyền thoại đấy, với một cái tờ giấy trắng như này. Thì thầy sẽ vừa dạy vừa giảng vừa viết và truyền đạt kiến thức ở trên này, nó gói gọn ở trong cái màn hình này thôi. Cho nếu như mà thầy dạy bảng thì ok, đúng thầy dạy thêm thì thầy dạy bảng chứ không thể dạy như này được. Nhưng mà khi thầy dạy bảng thì thầy nói các em là nó rất là mất tập trung, nó không có tập trung các em ạ. Nên các em chỉ việc nghe nói và thầy ghi ở trên này thì các em theo dõi rất là dễ nha. Và chắc chắn chúng ta sẽ quen dần với cách học của thầy. Thầy biết rằng là chúng ta vừa mới nghỉ hè, vừa mới tổng kết xong thì chúng ta cứ chơi một tuần gì đó cho nó thoải mái đi, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục công việc của mình. Công việc chính của mình đã chính là việc học hả nào. Còn công việc chính của thầy đó là nghỉ hè, nhưng mà thầy sẽ dành cái thời gian nghỉ hè của thầy, thầy vừa dạy thêm và vừa tranh thủ dạy cho các em, để cho các em cũng có một cơ sở lên trên mạng, cũng có một cái chỗ gọi là đầy đủ cái chương trình để mà chúng ta học, chúng ta không cần phải tìm kiếm đâu xa hết ha. Thì các em để mà nhận được các cái bài giảng mới nhất của thầy thì em cứ gõ vào YouTube, YouTube đấy em. Các em gõ cái từ khóa, gõ là thầy Quang ha, thầy Quang, thì nó sẽ cái kênh của thầy sẽ xuất hiện một cái vòng tròn màu trắng ở trên đây ghi là thầy Quang, ở dưới đây là toán này, hóa này, sinh này, trên đây là thầy Quang này, đó nó xuất hiện biểu tượng này. Thì các em nhấp đúp chuột vào đây thì nó ra. Các em để ý thầy cái chỗ là danh sách phát, danh sách phát thì các em nhấp vô đó. Thì lớp 6 thì các em sẽ được học 3 môn, đó chính là toán này. Tại vì đây là clip đầu tiên thầy dạy vật lý đối cho các em học lớp 6 nên thầy dạng thầy các em thông cảm là thầy giới thiệu hơi nhiều một xíu. Còn những clip kia thì thầy sẽ không nói nhiều như thế này đâu nha. Toán này, tại vì lớp 6, lớp 7 thì không có hóa nha. Cho nên lên lớp 8, lớp 9 thì các em sẽ được học hóa nữa. Và thầy
chính thầy trực tiếp là người giảng dạy sinh và vật lý. Sinh thì do cô Hòa, vợ thầy nha, vợ thầy cô dạy rất là ok đấy các em. Các em cứ yên tâm về năng lực của thầy và cô, không có vấn đề gì mà lăn tăn. Thầy dạy hiện tại là tới cái năm sắp tới là 12 năm nha các em. Thầy dạy bắt đầu từ năm 2007 nha. Cái năm học 2018 và 2019 là công tác của thầy là 12 năm. 12 năm trong nghề thì chắc có lẽ các em cũng đủ tin tưởng để mà gắn bó với thầy lâu dài đúng không nào? Thì các em thấy khi mà vào kênh thì các em thấy cái biểu tượng cái chuông á, cái chuông, các em nhấp vào cái chuông để đăng ký nha. Đăng ký, khi các em đăng ký nghĩa là thì khi đó thầy up video nào lên, tất cả video thầy up lên nó đều về máy của các em hết. Thì khi đó các em thích học cái gì thì học, thích học toán học học mà toán là thầy đã quay sẵn rồi các em, toán là thầy đã quay sẵn rồi, sinh thầy quay sẵn rồi, các em cứ vào đó mà học nha. Tại vì năm ngoái thầy đã hoàn thành xong học kỳ 1 cả học kỳ 2, cả ôn thi, ôn tập gì đó vân vân rất là nhiều rồi. Bây giờ hiện tại vật lý là thầy mới quay nên thầy giới thiệu hơi nhiều. Còn đối với môn toán á, thì chuẩn bị qua cái ngày khoảng tầm khoảng ngày 10 tháng 6 đó thì thầy ra sách bài tập gọi là cái khóa học online đây các em. Khóa học online nghĩa là thầy đang giới thiệu ở đây trước để các em mà có sự chuẩn bị, nghĩa là sau khi em học mà thấy thầy giảng dạy hiểu rồi, nghĩa là ở trên của thầy chỉ có sách giáo khoa thôi chứ không có sách bài tập, không có sách bài tập nha các em nha. Thì nếu mà các em cảm thấy học mà hay và dễ hiểu thì các em đăng ký vào khóa học này với giá là 200k bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng nha các em nha. Chuyển khoản ngân hàng thì thầy sẽ gửi cho em cái đường link sách bài tập toán học kỳ 1, thầy trực tiếp giảng dạy và up link lên. Và các em có tìm ở trên YouTube cũng không bao giờ có những clip đó được, tại vì thầy để ở chế độ không công khai, chỉ có một mình thầy xem được, và thầy khi thầy chia sẻ thì học sinh đó mới xem được chứ không thể nào mà xem được đó. Còn ở trên đây toán sinh vật lý thì đó chính là gì, đó chính là sách giáo khoa nha. Rồi đó, thầy giới thiệu sơ qua tại vì đây là cái clip đầu tiên nên thầy chia sẻ hơi nhiều một chút, các em thông cảm nha. Đừng bảo như sau clip đầu tiên mà ông thầy nói dài dòng và này nọ ghê, mình không thích, đừng suy nghĩ như vậy, mà hãy nghe thầy nói để chúng ta cảm nhận cái sự nhiệt tình và cái sự gắn bó của thầy lâu dài đối với các em ở trên cả nước. Học sinh của thầy giờ rất là nhiều, thì các em đã thấy trên đăng ký ở trên thầy kênh thầy rất là nhiều rồi, thầy được nút bạc rồi các em đó. Thầy giới thiệu là các em là thầy Quang đã được nút bạc rồi, một trên 100k sức là đã được nút bạc. Các em chỉ việc xem cái nào hay thì nhấn like, chia sẻ là share các em và comment ở dưới, cũng như là nhấn vào cái chuông là đăng ký vào kênh của thầy. Ok rồi, đó là thầy sơ giới thiệu sơ qua. Như vậy thì năm học này thầy sẽ dạy thêm cho các em môn vật lý. Đầu tiên thầy sẽ giới thiệu cho các em cái chương trình và cái số tiết học trong một tuần của các em là bao nhiêu nha. Đây chính là cái bảng phân phối chương trình môn vật lý lớp 6. Thì môn vật lý lớp 6 ấy, thì nếu chúng ta thực học là cả năm là 37 tuần, nhưng mà thực học là chỉ có 35 tiết thôi. Hai cái tuần là gọi là tuần dự trữ để thầy cô làm điểm thi này nọ, thì gọi là hai tuần dự trữ đó các em. Thì ở học kỳ 1 thì các em học 19 tuần, thì trong đó nó có là 18 tiết, nghĩa là một tuần một tiết em. Môn vật lý là một tuần một tiết thôi, nó rất là ít và rất là ngắn, nên em cứ yên tâm nha. Học kỳ 2 là 18 tuần, học đã học trong vòng 17 tiết, nghĩa là trong cái thời khóa biểu của em á, khi em lên học cái chương trình của học cấp 2 gọi là trung học cơ sở từ lớp 6 tới lớp 9 nó khác hoàn toàn so với tiểu học các em. Tại vì ở tiểu học thì một cô sẽ dạy được tất cả các bộ môn, nào là đạo đức, toán học, văn học gì đó rất là nhiều. Nhưng lên chương trình cấp 2 này thì một thầy cô sẽ đảm nhận là một bộ môn. Nhưng đối với thầy Quang thì ngược lại, một thầy Quang nhưng có khả năng dạy được tới 4 môn: toán, lý, hóa, sinh nha. Nên các em cứ yên tâm. Còn toán, lý, hóa, sinh thì thầy đã có hết ok hết rồi. Còn bây giờ là tới vật lý. Thì đây, ở học kỳ 1 thì các em học cái chương đầu tiên gọi là chương cơ học.
Cơ học thì tí nữa đây thầy sẽ dạy cho các em ở cái bài 1. Bài 1 với bài 2 thì tính là đo độ dài. Thì ở đây chúng ta sẽ học vào tuần 1, tiết 1, bài 1, bài 2. Nghĩa là trong cái tiết này chúng ta sẽ học cùng một lúc đồng thời là hai bài, bài 1 và bài 2. Cái tên đầu bài của nó chính là đo độ dài. Tiếp theo tới cái tuần thứ 2, tiết 2, bài 3 là đo thể tích chất lỏng, cứ thế. Tới cái tuần thứ mấy? Tuần thứ 8. Chúng ta tiến hành ôn tập để làm gì? Để thi giữa học kỳ 1. Các em rõ chưa? Như vậy thì tới tuần 9, tiết 9 gọi là kiểm tra một tiết. Thì khi đó thầy sẽ cho các em một cái đề hoặc là hai cái đề đó. Thầy sẽ giải và hướng dẫn trên đề đó. Nói chung thì đề thì thầy sẽ dựa vào các cái bài chúng ta được học và thầy sẽ tự ra để chúng ta học, giải, có một cái gì đó để nó ôn tập. Rồi đó, rồi bước sang tuần thứ 10 cho tới tuần 18. Tới tuần 17 là người ta đã ôn tập học kỳ 1, nên sau khi học hết cái bài 14 mặt phẳng nghiêng là người ta ôn tập học kỳ 1. Sau đó người ta kiểm tra học kỳ 1. Tuần 19 là trả và chữa bài kiểm tra học kỳ 1 và hệ thống hóa kiến thức học kỳ 1 đó, thấy chưa? Sau đó qua học kỳ 2. Học kỳ 2 chúng ta sẽ bắt đầu học là bài 15, là bài đoạn 7 ở tuần 20, cứ thế. Như vậy thì chúng ta đã nắm được cái phong phối chương trình cho. Đây, tới tuần 31, 32. Tiếp bên đây em. Đó. Chúng ta học tới cái bài 29 là bài cuối cùng là sự sôi tiếp theo. Sau đó các em sẽ ôn tập học kỳ 2 và kiểm tra học kỳ 2. Đó, vậy thôi. Các em có hiểu không nào? Đó, đó chính là thầy giới thiệu sơ lược cho các em hiểu, các em nắm về cái chương trình của môn lý. Đó, như vậy thì tóm lại ở chương 1 là các em học về cơ học này. Chương 2 là chúng ta học về nhiệt học. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi sang bài 1 các em nhé. Các em nhớ mà nếu như mà cảm thấy hay này nọ, là các em cảm thấy tin tưởng thì cũng nên chia sẻ với các bạn ở trong trường, trong xóm, với bố mẹ để mà cùng nhau chúng ta cùng tiến bộ nha. Tại vì nó đã có sẵn và miễn phí nha em. Chỉ có khóa học online mình có tiền thôi, gọi là này nọ đấy. Còn riêng sách giáo khoa thì riêng kênh thầy Quang này hoàn toàn miễn phí. Một số kênh khác sách giáo khoa vẫn tốn tiền nha em nha. Ok. Thì để mà học tốt cái môn vật lý này á, thì đầu tiên chúng ta cần phải nắm một số ký hiệu mà trong quá trình học chúng ta sẽ hay gặp. Những cái này chúng ta sẽ tự đọc cũng được, nhưng mà thầy chỉ nói sơ qua. Nghĩa là chúng ta đây có cái lời nói đầu, tại vì thầy nói lại là các em là học sinh lớp 6 nên rất là bỡ ngỡ trong cái việc học, cách học nào nào. Còn đối với các em có điều kiện hoặc là có tiền đấy, nhà giàu rồi đi, thì các em cứ bỏ tiền ra và đi học thêm, ok. Chứ thầy cũng không bắt buộc một, nhớ này, thầy không bắt buộc một bạn nào hết để mà lên kênh của thầy xem nha. Mà ở đây thầy dạy là những dạy những bạn tin tưởng thầy và thích học online và thích kênh thầy Quang thì cứ việc lên học. Còn thực sự là thầy dạy là dạy chung cho học sinh cho cả nước tất tần tật, chứ không phải dạy riêng cho một cá nhân nào cả. Em phải nhớ như vậy nha. Thầy Quang cũng không phải riêng cho của một ai, mà thầy Quang là của học sinh, của tất cả của các em. Và thầy cũng cực kỳ nhiệt tình và là người rất rất là biết lắng nghe và chia sẻ các em ạ. Cứ yên tâm nha. Thì đầu tiên các em sẽ thấy đó chính là cái mục ô vuông. Thì cái mục ô vuông này cũng giống như môn sinh hoặc là môn toán hoặc là một số môn khác, thì khi các em thấy mục ô vuông này thì đó chính là cái thu thập thông tin, thứ hai đó chính là cái dấu chấm, đó chính là xử lý thông tin nha, cái dấu chấm tròn này hay như nào. Và cái thứ ba đó chính là cái dấu tam giác, cái tam giác ngược, đó chính là vận dụng. Và trong cái môn vật lý này chúng ta sẽ được thấy những cái gì, cái này này các em, đó chính là cái phần cái số lượng câu hỏi vận dụng. Thầy nói với em là cái môn vật lý này nó khác với các môn khác, tại vì thầy dạy được cả toán, cả hóa, cả sinh, nên cái môn vật lý này nó khác ở chỗ nào. Sau mỗi bài đối với toán, hóa, sinh thì nó sẽ có phần câu hỏi và phần bài tập riêng, nhưng đối với môn vật lý thì cái phần bài tập vận dụng và câu hỏi nó làm chung luôn trong các cái phần em ạ. Thì nó sẽ được đánh dấu từ
C1, C2, C3, C4 gì đó ha. Chúng được ký hiệu bằng chữ C này. Ở trong sách việc hướng dẫn các em thu thập thông tin, xử lý thông tin và vận dụng các thông tin được thông qua các câu hỏi hoặc các lệnh, chúng được ký hiệu bằng chữ C, thấy chưa? Và nó ký hiệu C1, C2, C3, C4 gì đó, được chưa? Đó. Thì ngoài ra này, ở cuối mỗi cái bài á thì nó thường có cái mục là có thể em chưa biết. Phần này rất là hay. Chúng ta nên đọc cái phần này để chúng ta mở rộng kiến thức hơn một chút. Các em hiểu như nào? Rồi, ok. Thì đó là cái giới thiệu của thầy thông qua clip này để cho các em thấy được cái sự nhiệt tình của thầy. Và trong buổi tiếp theo thầy sẽ up cho các em đó chính là gì? Đó chính là cái bài đầu tiên. Cái bài đầu tiên đó chính là bài 1, bài 2 theo cái phân phối chương trình các em. Đó. Ok. Nên các em chơi thì cũng chơi, thầy không nói là các em không chơi. Nhưng chúng ta phải vừa chơi và vừa học, chứ chúng ta không học. Mà đặc biệt cấp 2 là một cái cấp gọi là nó trung gian, và nó là nền tảng, là cơ bản của năm cấp 3. Nếu các em muốn sau này có một cái tương lai để gọi là sáng lạng đấy, thì các em nên tập trung vào cấp 2 này cho thật vững chắc. Giống như xây nhà mà cái móng mà nó vững chắc, thì các em đặt những viên gạch lên, cứ từ từ từng bước từng bước. Chứ các em đừng xem bài hay là xem sách giải hay này nọ để đối phó. Thì thầy dạy ngôn một xíu này. Để mà học tốt cái bài 1 và bài 2, chúng ta về nhà chuẩn bị giùm thầy này nha. Thầy sẽ sau mỗi cái bài thầy sẽ dặn cho em chuẩn bị cái gì nha. Chúng ta nên chuẩn bị thứ nhất là chúng ta đọc trước giùm thầy cái nội dung của cái bài học. Đó chính là cái bài 1 này, đo độ dài này, cũng như là cái bài 2, đo độ dài tiếp theo. Clip tiếp theo thầy sẽ dạy có thể là bài 1 riêng hoặc là bài 2 riêng. Cũng có thể là nếu như mà thời gian, cái thời gian thầy nói luôn là thời gian clip của thầy mỗi clip là phải dưới 30 phút, tầm 20 đến 30 phút thôi. Chứ mà dài quá thì cũng thầy nghĩ thầy cũng không hay lắm. Tại vì khi em ngồi ở trên mạng mà trên máy tính với lại xem tivi hoặc là trên điện thoại mà em xem khoảng 30 phút trở lên thì thầy cũng ngán anh em. Từ khi mà nó quá hay ha, nó quá hấp dẫn. Đó, thì về nhà các em thứ nhất là đọc trước bài ở nhà này, được chưa? Thứ hai là chúng ta chuẩn bị cho thầy này một bạn là một cái thước kẻ này, thước kẻ, một thước kẻ có cái đơn vị đo nha, nó là mm không, cứ vạch nhỏ đấy, một cái thước dây, được nghe, một thước dây và cái bảng phụ nha. Thì trong clip sau thầy sẽ hướng dẫn cho em học ở hai bài này, hay là hai bài này là hai bài đầu tiên. Nên thầy, đối với các em thì thầy giảng nó cũng khá là kỹ đó. Nên thầy nói lại một lần nữa là chúng ta giúp thầy chia sẻ này, đăng ký vào kênh. Và cũng nói với bố mẹ là cũng có thầy Quang đó, dạy dạy như thế. Rồi nếu mà có nhu cầu, có điều kiện, thầy nói khuyến khích ở đây là có điều kiện. Nhà các em có điều kiện một chút thì chuẩn bị tinh thần là đăng ký khóa học online, sách bài tập toán học kỳ 1. Để mà các em học, còn riêng em muốn học toán vi sinh thì cứ lên trên kênh của thầy học trước đi nha. Ok, vật lý thì chưa có trên kênh của em, bây giờ thầy đã bắt đầu quay cho các em mà. Các em hiểu ý thầy nói đúng không nào? Ok, một lần nữa thầy cũng cảm ơn các em đã xem hết clip của thầy. Và thầy cũng xin chúc cho các em là có một cái mùa hè thật sự là vui vẻ, bổ ích. Và nhớ học, chơi thì chơi nhưng cũng phải học nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip tiếp theo ở bài 1 và bài 2. Xin chào tất cả các em nhé. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Thầy đã trở lại và chắc có lẽ là lợi hại hơn xưa đấy. Ok, như vậy thì giống như giới thiệu ở trong clip trước, gọi là clip 1, giới thiệu về cái chương trình vật lý lớp 6 và cái hướng, định hướng dạy cho các em đã thấy rõ rồi đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy cũng sẽ không nói nhiều nữa, tại vì clip trước thầy nói quá ư là nhiều rồi, nên cũng ta đã hiểu thầy như thế nào và cái chương trình thầy dạy như thế ra sao rồi đúng không nào? Thì trong clip hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho em ở cái bài 1 cũng như là bài 2. Nếu như bài 1 mà thầy quay mà thời lượng nó dài á, thì thầy sẽ chuyển sang cái bài 2 ở clip tiếp theo. Nếu như ở bài 1 này mà thầy quay nhanh, miễn sao á thầy làm cô đọng cái kiến thức
nó cần nhớ cho các em nhất là ok ha, và các em phải hiểu được chưa. Rồi chúng ta có bài 1 nha. Bài 1 chúng ta đó chính là đo độ dài. Đo độ dài thì ngay từ cái đầu đề á thì chúng ta đã hình dung ra được cái bài này chúng ta cần phải học về gì rồi. Nghĩa là chúng ta phải dùng thước hay là dùng cái vật dụng gì đó để chúng ta đo, đo gọi là đo lường ha, độ dài. Độ dài của một cái vật gì đó, ví dụ như là kích thước của chiều rộng của ngôi nhà, hoặc là kích thước của cái chiều dài của cái bàn chúng ta học, hoặc là cái ngón tay của chúng ta dài là bao nhiêu, người ta hay gọi là bao nhiêu mét, bao nhiêu cm ha. Đó, chúng ta hiểu như thế. Rồi, các em thấy nè, bây giờ ấy nhìn vào hình vẽ nè, bà chị nói nè, chị bảo em cắt một đoạn dây dài 15 gang tay, sao dây chỉ dài có 14 gang tay. Như vậy thì ở đây nghĩa là cái bà chị này nè, bà bảo cái ông em này nè cắt bao nhiêu, cái sợi chỉ nó dài là 15 gang, gọi là đo bằng gang. Đây nè các em, đây này này, tại vì sợ trong cái màn hình của thầy quay các em đây hai cái gang tay, nghĩa là sẽ tính từ ngón cái tùy theo các em. Thông thường là cái ngón út đây thì chúng ta sẽ đo, ví dụ thầy dùng cái thước này thầy sẽ đo, ví dụ cái gang, tí nữa sẽ có cái bài tập thì sẽ đo gang tay. Thì cái bà chị này bảo ông đây, ông em đây là cắt là gì, 15 gram, nhưng ông này chỉ là 14 gram. Thì nhưng mà các em thấy là cái gang tay của em á thì như nào, nó lại nhỏ so với cái gang tay của chị. Thì 15 gang tay của em thì có phải là bằng 14 gang tay của bà chị không? Đó, thì khi đó để mà chính xác thì đo theo kiểu gang tay thì nó không thể nào mà chính xác giữa hai chị em được, tại vì cái lòng bàn tay của mọi người, người nào càng lớn thì cái gang tay nó càng lớn, càng dài, có đúng chưa? Ví dụ thầy bị con thầy vậy chứ, cái gang tay thầy dài chà bá như này mà gang tay của con là cả chút xíu như này thì sao mà yêu cầu như thế được, có đúng không em? Rồi, như vậy thì để mà khỏi tranh cãi giữa hai chị em thì chúng ta cần phải gì? Cần phải dùng cái dụng cụ nào đó để chúng ta đo cái đoạn chỉ đó. Cái này dài 3 mét nè, đoạn chỉ này dài 1 mét nè, thì khi đó sẽ quy về một hệ thống đo, đo lường ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sang cái phần 1, đơn vị đo độ dài. Thì thực chất ở cái này á, thì ở dưới chương trình tiểu học chúng ta cũng đã được học rồi, chứ không phải là chưa học đâu. Chúng ta đi sang phần 1, đó chính là ôn lại một số đơn vị đo độ dài. Thì cái đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước ta đó chính là mét. Đây, bắt đầu khi nào ấy là thầy sẽ ghi nha em nha. Như vậy á, cái đơn vị đo của nước ta đó chính là mét, và ký hiệu ở đây đó chính là chữ M, được chưa? Đó, đơn vị đo độ dài thường dùng nhỏ hơn mét đó chính là gì? Decimet nè, decimet ký hiệu là DM này, cm nè và mm, đây là nhỏ hơn mét này, nghe cái anh mét này lớn hơn. Còn lớn hơn mét thì có, thông thường là chúng ta sẽ có là km, hectomet, decamet, mét ha. Thì tí nữa thầy sẽ nói cái đó xong nha. Bây giờ chúng ta sẽ làm một chút xíu ở chỗ này, ok. Thì giống trong clip khác trước á, thì thầy đã nói rồi, ở trong mỗi phần nó sẽ có cái các cái C gọi là cái câu hỏi, chúng ta vận dụng vào đó để chúng ta làm, từ đó chúng ta sẽ rút ra kết luận. Thì để làm được cái C1 này là tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau. Thì trước hết để mà làm được cái này chúng ta nhớ này, 1 mét á, thì cái này nó sẽ bằng là 10 gì các em, 10 gì, 10 decimet này ha. Để cái này đọc là decimet, và 1 mét này nó sẽ bằng là 100 cm, và 1 mét này nó sẽ bằng là 1000 mm. Đó, mm là ký hiệu bằng 2 chữ M. Còn nếu như mà viết ngược trở lên như vậy, 1 mm thì các em đếm số 0 này, 1 2 3 4 thì là 1 2 3 số 0, thì đây này, 1 2 3 ngay chỗ đây phải có dấu phẩy, bằng 0,01 mét. Còn một cứ đoạn ngược lên thôi các em, đây hai chữ số 0 thì 0,01 mét đó. Còn 1 decimet thì sẽ bằng 0,1 mét.
Đó. Cái kiểu như vậy nhá. Như vậy thì ở đây là dù cái này thì chúng ta có này. 1 mét thì bằng bao nhiêu decimet ở đây? Thì các em thấy không? Đó. Như vậy chỗ đây chúng ta ở đây thầy đang làm là làm vào trong sách của thầy, còn riêng các em sẽ làm giùm thầy cái phần này vào trong vở, chứ các em đừng chép vào trong sách. Nếu như các em chép vào trong sách thì giáo viên khi đó dù cô giáo trực tiếp dạy giảng dạy trên trường em hỏi mời bạn Nguyễn Văn A, thế là nhìn thấy ở trong đây sau đó đọc lên thì thầy nghĩ cái đó không được hay cho lắm. Cái đó là chúng ta đã là hình thức đối phó với giáo viên rồi. Giáo viên sẽ nói các em là nhìn ở đâu, nhìn học ở trên mạng, hoặc nhìn sách giải, hoặc nhìn quay bài bản gì đó để chúng ta điền vô thì sẽ không hay lắm, mà chúng ta phải chép ở vào vở. Còn đối với thầy thì thầy giảng trực tiếp ở trên đây để chúng ta dễ hiểu, thì thầy sẽ làm trực tiếp ở trên sách, trong trong sách luôn. Các em hiểu ý thầy nói đúng không nào? Như vậy thì 1 mét thì bằng bao nhiêu decimet các em? Đây, sẽ bằng 10 ha. 1 mét bằng bao nhiêu cm? Này, 1 mét sẽ bằng 100 cm ha. Và 1 mét sẽ bằng là 1.000 mm. Nhưng mà ở đây ấy, các em để ý này, đây là 1 cm. 1 cm bằng bao nhiêu mm? Như vậy thì từ từ cái cm này qua mm này nó chỉ cách nhau là bao nhiêu? Là gấp là bao nhiêu? Gấp 10 đơn vị, nghĩa là gấp là nhân các em nha. 10 đơn vị như vậy thì nó là 10, gấp 10 ha, gọi là gấp đó nha. Còn 1 km, 1 km thì bằng bao nhiêu mét các em? Sẽ bằng là 1.000 mét. Km này, hectomet này, decamet này, mét. Đó thì nó y như vậy thôi, thì chắc có lẽ cái này các em đã được học rồi, có đúng chưa? Đó. Rồi, cái phần C1 các em đã hiểu chưa? Ok. Chúng ta đi sang phần 2 ha. Tới phần 2. Như vậy thì ở đây ước lượng độ dài, ước lượng độ dài thì chúng ta hoàn thành giùm thầy câu C2. C2 ha. Hãy ước lượng độ dài 1 mét trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không. Như vậy vậy thì ví dụ ở trên cái bàn thôi thì bây giờ thầy thay vì cạnh bàn, cái cạnh bàn của em đang ngồi học, các em sẽ ước lượng 1 mét. 1 mét thì nó như nghĩa là nó sẽ bằng bao nhiêu các em? 1 mét đây này. Thầy sẽ cho em thấy cái thước thôi. Đây, cây thước của thầy ở đây này, thầy nói một xíu này, tại vì thước dây thầy để trên trường luôn em. Ở đây không phải là mét đâu nha. Từ 0 cho tới 10 này á, đó chính là 10 cm thôi. 10 cm. Đây, đơn vị đây là cm. Còn 1 mét ấy, thì thầy nói em là dài. Nó dài. Như vậy thì các em thấy là 1 mét đây này, ở trên C1 này. Tại vì thầy quay trong màn hình này rất rất là khó thực hành các em. Thầy chỉ chủ yếu là dạy về phần lý thuyết, tính toán, bài tập. Còn cái việc thực hành đo đạc này nọ thì thầy chỉ nói để chúng ta, tại vì cái phần này nó dễ. Đối với các em trình độ lớp 6 thì những phần này thì nó quá ư là dễ các em rồi. Đặc biệt mà các em học ở thành phố nữa thì thôi. Ông thầy Quang này nói nhiều quá. Tại vì cái này tôi đã biết rồi. Ông không cần nói. Nhưng ở đây thầy đang dạy là dạy cho cả nước. Có một số bạn ở An Giang, Cà Mau, Sóc Trăng gì đó thì không có điều kiện giống như em ở thành phố Hồ Chí Minh hay Hà Nội đâu ha. Nên em, các bạn có điều kiện ở thành phố này nọ thì cũng thông cảm nhá. Hãy ước lượng độ dài 1 mét thì cái này thầy giao lại cho các em nhé. Nhá. Và chúng ta dùng thước, không phải dùng thước này đâu mà dùng thước dây dài dài nha. Tiếp tục câu C3 này. Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay của em là bao nhiêu cm. Đó, cái này cm thì các em mới dùng thước này được. Nên ở trong cái clip trước thầy đã dặn các em là hướng dẫn về nhà là gì, các em nên chuẩn bị là một cái thước đo giống với thầy đây là cm, một cái thước cuộn dài đo đơn vị đây là mét, nó tính là 1 mét, 2 mét, 3 mét. Thường ví dụ đo đất đai hay gì đó ha, gọi là dài đấy các em, hiểu chưa? Dùng thước kiểm tra lại. Ví dụ gang tay thì đây, chắc cái gang tay của các em học sinh lớp 6 thì chắc cỡ tầm này ha, dài lắm cỡ đây, bạn nào cao dài chắc thì em đo. Ví dụ như từ đây qua đây, dù cái em đây, ví dụ cái em dài ở đây thì ở đây tới đây 10 đúng không, thì sau đó các em lấy cái không này chúng ta vạch, ví dụ ngay chỗ đây chúng ta chấm cho đây, sau đó các em sẽ đặt đặt cái
Không này tới, ví dụ giả sử đây thì khoảng là 10, khoảng tầm khoảng gần 15 cm ha. Nếu chính xác là khoảng chắc 15 hay em hay. Đó. Cái cách đo là như vậy. Em đã hiểu chưa? Rồi, ok con dê, chúng ta đi sang phần tiếp theo nha. Rồi, chúng ta sẽ đi sang phần 2, đó chính là đo độ dài, đo độ dài. Em thấy ở hình A cái người thợ đo như đây em. Thấy cái cô bé học trò chắc đây là lớp 6 ha. Nhà lớp 6 sao cũng lớn đó nhỉ. Học trò chỗ thầy đang dạy lớp 6 nhìn cho đa số các em là đúng độ tuổi hết là nhỏ nha. Thành phố chắc thầy nghĩ lớn hơn ha. Đo độ dài, một tìm hiểu dụng cụ đo độ dài. Chúng ta sẽ hoàn thành cái câu C4. C4 nha. Hãy quan sát hình 1.1. Hình 1.1 là đây. Hình 1.1 là gồm có ba hình ABC đấy. Đây, thấy không? Rồi. Và cho biết thợ mộc, ông này thợ mộc này, học sinh này, người băng vải này đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẽ, thước dây gọi là thước cuộn đấy, thước mét gọi là thước thẳng. Như vậy thì đối với cái phần này thì chúng ta cũng trả lời vô thì cái câu C4 này, C4 ha, thì chúng ta trả lời vô thì đối với thợ ở đây người ta hỏi trước là thợ mộc. Thợ mộc là đây các em, thì theo em thì thợ mộc thì dùng thước gì? Thước gì đây các em? Thước cuộn, thước dây ha, thước dây, thước cuộn đo đạc, ví dụ như là thợ mộc thì là làm cửa gỗ hay là làm la phong gỗ hay là làm các cái đồ mỹ nghệ đồ game ha. Còn bạn học sinh, bạn nữ đây, học sinh các em thấy không? Thấy chưa? Thì bạn học sinh này đang dùng thước gì? Dùng thước kẽ nha, dùng thước kẽ. Còn đối với cái người băng vải, người băng vải thì sẽ dùng thước mét ha, dùng thước mét nghĩa là bao nhiêu mét. Kem ra chợ thì chắc chắn sẽ có một cây thước có sẵn là khoảng 1 mét, sau đó người ta cứ bị gấp cái vải lại ha, dùng thước mét đó. Ok, chữ thầy thì nó xấu chứ không có được đẹp hoàn hảo giống như một số giáo viên dạy online đâu nha, nên đừng có mà quá gọi là quá ư là thất vọng về thầy. Chữ thầy từ hồi giờ các em mà nhìn riết vài bài rồi thấy tự nhiên nó đẹp rồi em. Được chưa? Ok, tiếp. Khi sử dụng bất kỳ dụng cụ đo nào cũng cần biết giới hạn đo. Đây, giới hạn đo, người ta ghi tắt này, giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất. Độ chia nhỏ nhất. Như vậy thì từ nay trở về sau, các em mà thấy cái từ này này, như vậy thì giới hạn đo nha, các em sẽ rất là hay hay gặp cái từ này trong cái vật lý lớp 6 em. Giới hạn đo thì người ta sẽ ký hiệu đó chính là giới hạn đo ha. Còn đây là độ chia, các em cũng nên ghi vào trong vở nhé, độ chia nhỏ nhất này, độ này, chia này, nhỏ này, nhất này, đó ha. Các em nên biết hai cái từ viết tắt mà người ta hay sử dụng, chứ không chừng ghi GHD là gì, DCNN là gì, chết là hỏng, phải không? Đó, giới hạn đo với độ chia nhỏ nhất nhá. Được rồi, như vậy thì giới hạn đo là gì? Thì mọi thước luôn luôn nó có một giới hạn các em ha. Giới hạn thì các em đã đọc cái từ thì các em đã biết rồi, giới hạn đó chính là cái khoảng cách là người ta đã chia sẵn rồi ha, của cái thước. Giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước, nghĩa là ví dụ như cái thước cuộn nó có chiều dài là ví dụ 100 m hoặc là 1.000 m thì tùy theo cái cuộn thước ha, hoặc là 10 m. Thông thường ví dụ cái thước cuộn mà cái ông thợ mộc kéo ra đưa ra cái nó sẽ tự cuộn lại thì thông thường khoảng là 10 m thôi em. Độ chia nhỏ nhất, độ chia nhỏ nhất
của thước là độ dài giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước. Thì đây này, thầy nói giới thiệu một tí trên cái thước của thầy để cho các em dễ hiểu nhá. Giờ thầy nói giới hạn đo trước. Thì ở đây thầy nói là giới hạn đo của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước. Thì ở trên cái thước của thầy ạ, đây các em thấy không, trên thước của thầy thì ở cái giới hạn đo đó chính là gì, số mấy, đó chính là số 10 cm. 10 đây là 10 cm nha, gọi là giới hạn đo. Còn độ chia nhỏ nhất của thước là độ dài giữa hai vạch liên tiếp trên thước. Độ dài giữa hai vạch liên tiếp, nhớ là liên tiếp trên thước, các em hiểu không? Như vậy thì ở đây, đây này, nhìn này, ví dụ cái anh này đơn vị của nó là gì, cứ một cái này là gì em, mm, một cái vạch nhỏ này là 1 mm 1 mm này. Ví dụ ở đây số 1 đúng không, 1,1 này, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5 này, 1,6, đó chính là liên tiếp, các em hiểu không? Đó, thấy không? Cái này thì thực sự thầy nói với em nha, nhìn sơ qua thì ai cũng biết đó. Rồi, nghĩa là câu C5 thầy đã làm cho các em rồi đó, nghĩa là thầy vừa giảng vừa làm luôn đấy. Câu C6 nha các em nhé. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ qua cái câu 6, C6 ha. Có 3 thước đo sau đây. Thước đo ở đây là có giới hạn đo là 1 mét, độ chia nhỏ nhất là 1 cm. Thước đo có giới hạn đo chúng ta là 20 cm, và đo độ chia nhỏ nhất là 1 mm. Thước có giới hạn đo là 30 cm và độ chia nhỏ nhất là 1 mm. Hỏi nên dùng thước nào để đo ha? Như vậy câu A là chiều rộng của cuốn sách vật lý lớp 6. Thì chiều rộng của cuốn sách vật lý lớp 6 thì đây, chúng ta sẽ đo ở cái phần bìa đây. Đây là chiều rộng này. Thì chúng ta nên dùng cái thước nào vậy em? Thước nào ở trong ba thước này có giới hạn đo là nhỏ nhất thì đó chính là cái thước 20 này. Như vậy cái câu A này chúng ta trả lời vô nhá. Thầy trả lời ngắn gọn nha các em nha. Chúng ta ghi là chiều rộng của cái cuốn sách vật lý 6 thì chúng ta nên dùng thước có cái giới hạn đo. Giới hạn đo ở đây là gì các em? Giới hạn đo của chúng ta là 20 cm và độ chia nhỏ nhất đó chính là 1 mm nha. Còn cái câu B, đó câu B của chúng ta thì đo đây là đo chiều dài của cuốn sách vật lý lớp 6 thì chúng ta nên dùng thước có giới hạn đo. Các em tự ghi cái này vô nhé, ghi cái này vô là cái dòng này thì chấm hay chấm. Các em ghi giùm thầy đây là giới hạn đo, dùng thước giới hạn đo chúng ta là 30 cm nhé, và độ chia nhỏ nhất đó chính là 1 mm nha. Còn ở câu C thì chiều dài bàn học thì chắc chắn chúng ta nên dùng thước này, giới hạn đo là 1 mét và độ chia nhỏ nhất là 1 cm. Như vậy thì cái này chúng ta ghi vào chiều dài bàn học thì nên dùng thước có cái giới hạn đo là 1 mét và độ chia nhỏ nhất đó chính là 1 cm. Miệng thì nói ấy một đằng mà tay thì ghi một nẻo, gọi là bút xe gà chết nghe. Rồi các em đã hiểu chưa? Ok, tiếp tục chúng ta đi sang cái câu C7. Ở đây người ta nói là gì? Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải với số đo cơ thể của khách hàng? Thì các em thấy là gì? Thì khi vào chợ mà chúng ta bố mẹ thì chắc chắn chuẩn bị hết hè này thì bố mẹ chúng ta sẽ dẫn ta trước hè, trong hè đấy thì sẽ may cho chúng ta quần áo đồng phục của nhà trường ha, và cũng dẫn em vào chợ để mua. Thì người ta hỏi thì ở đây là dùng cái thước nào để mà đo mảnh vải này và các số đo ví dụ như là vòng 1, vòng 2, vòng 3 gì đó phải không? Rồi thì ở đây chúng ta sẽ trả lời giùm thầy đó chính là thước gì em? Dùng thước dây nha. Câu C7 này đó chính là dùng thước dây.
Nói với em là các em lớp 6 năm nay là cũng khá may mắn là có thầy dạy lý đấy. Các anh chị những năm trước là yêu cầu thầy miết mà thầy không có dạy, tại vì thầy bận quá bận em. Bữa nay hơi rảnh rảnh hơn một chút xíu, tại vì ở trong hè, thầy đang quay trong hè em. Ok. Rồi chúng ta đi sang trang 8 nha. Rồi, cái phần tiếp theo đó chính là phần 2 là đo độ dài. Là cái phần vận dụng em, vận dụng nghĩa là phần thực hành đấy. Thì cái phần này chắc chắn là thầy sẽ chỉ hướng dẫn ở trên gọi là lý thuyết để chúng ta làm, còn cái việc làm còn lại thầy sẽ giao lại giáo viên trực tiếp đứng lớp và các em tự làm ở nhà. Chúng ta có thể làm trước khi mà chúng ta vào học thì nó lại khỏe hơn ha. Đo chiều dài của bàn học và bề dày cuốn sách vật lý này. Đối với đo chiều dài của bàn học thì cái bàn học của chúng ta dài như bao nhiêu thì chúng ta sẽ dùng thước, ở đây là có thể nếu như mà giới hạn đo chúng ta là 30 cm thì chắc có lẽ chúng ta phải đo khoảng 2 đến 3 lần ha. Còn không là chúng ta chỉ sử dụng cái thước có giới hạn đo là 1 mét hoặc là 10 mét tùy các em sử dụng ha. Bề dày sách thì đây này. Thầy quay một xíu để chúng ta thấy này. Cái bề dày nghĩa là cái này này em. Đây. Cái này này. Thấy chưa? Đây. Đây gọi là cái bề dày này. Đó. Các em hiểu không? Còn về phần chuẩn bị thì chúng ta có một thước dây này, thước kệ học sinh này. Thước kệ học sinh này có thể các em mua giới hạn đo đây là 20 hoặc là 30 cm cũng được ha. Kệ cái bảng kết quả đo độ dài và rộng vỡ. Như vậy thì cái bảng 1 bảng kết quả đo độ dài. Em thấy nè. Đo độ dài vật cần đo này, chiều dài bàn học của em. Độ dài ước lượng thì các em xem thử là nếu như là khoảng 1 mét thì ngay chỗ đây các em điền giùm thầy là khoảng 100 cm, hoặc là dụng 2 mét đi, dụ như hai cái bàn ta khoảng 1,5 m đi. Thở thông thường ở chỗ thầy cái bàn chắc cần thầy cỡ đấy ha, đo khoảng 1,5 m thì em ghi giùm thầy đây là 150 cm ví dụ thế nha. Bề dày cuốn sách ở đây là cái người ta các em thấy không, mm. Mm thì chúng ta dùng cái thước này, cái khoảng các cái vạch nhỏ nhỏ này em thấy không? Đó, đây chính là mm này em. Thì chúng ta ước lượng xem thử nào. Khoảng ở đây là khoảng là cho 5 mm đây. Thầy vừa mới đo anh em ha. Tên thước ở đây là ví dụ như là thước cuộn, nhiều hay là thước thẳng hoặc là thước kẻ. Đây thầy ghi là thước dây nha, dây này, này thước kẻ này, thước kẻ này. Giới hạn đo đây thầy ghi là 1 mét này, còn đường độ chia nhỏ nhất ở đây là 1 cm đây, ha. Còn ở đây là giới hạn đo đây là thầy ghi là 30 cm, còn đây là 1 mm ha. Lần một đo 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 bao nhiêu đó, sau đó tính ra cho thầy ở đây. Ví dụ lần một các em đo nó xác suất ở trên lệch, ví dụ như đây là 149 cm đây, lần hai đo 150 cm đây, lần ba 151 ấy, ví dụ thế ha. Còn ở đây các em đo 15 mm này, lần hai đo 6 mm, lần thứ ba tiếp tục đo 5 mm, ví dụ thế. Thầy đang lấy ví dụ nha. Sau đó các em sẽ thực hiện cái công thức này L. L thì bây giờ chúng ta sẽ thế vô, nhưng mà các em lấy là 149 này cộng 150 cộng, tại vì nó nhỏ anh em ơi, 151 chúng ta chia 3 ra, ta tính ở đây ra nha, các em tự tính nha. Cái này ngoài người ta bằng lấy 5 cộng 6 cộng 5 nghĩa là cộng 3 lần đo chia cho 3 để lấy trung bình nha. Sau đó các em tính nha. Ok cho các em. Đó. Rồi. Còn cái phần B, cái phần người bảng này các em đã hiểu chưa? Rất là dễ hiểu đúng không? Còn đối với cái phần B tiến hành đo thì giáo viên sẽ yêu cầu sẽ hướng dẫn cho các em đo. Cái phần này thì giao lại cho các em tự làm và giáo viên của em trực tiếp đứng lớp giảng dạy nha. Đây là phần ghi nhớ nè em. Đơn vị đo độ dài hợp pháp của nước Việt Nam là mét. Khi dùng thước đo cần biết giới hạn đo này,
với lại độ chia nhỏ nhất của thước. Hai cái khái niệm này và cái sự viết tắt là chúng ta phải nắm. Như vậy thì giống như ban đầu thầy nói, thì tại vì thầy nhìn trên màn hình thì bây giờ nó đã phút 26 rồi, nên trong clip này thầy chỉ quay cho các em ở một bài này thôi. Còn trong clip sau thầy sẽ quay cho các em ở cái bài 2, cũng là cái bài đo độ dài tiếp theo nha. Các em hiểu nào? Như vậy thì một lần nữa thầy cũng chúc cho các em học ngày càng tiến bộ, và chúng ta nên học trước ở trong hè để khi chúng ta vào học chính thức thì chúng ta đã có sẵn những kiến thức cơ bản rồi. Còn đối với môn toán và môn sinh thì các em cứ vào trên kênh của thầy để học trước đi. Đặc biệt là môn toán, toán hình và toán đại nó cũng khá là khó. Đặc biệt là môn toán đại, trên toán hình thì nó không dễ rồi. Xin chúc cho các em một mùa hè cực kỳ vui vẻ và bổ ích, và có nhiều niềm vui bên gia đình và bạn bè nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong clip ở bài số 2. Ok, và nhớ cái thời gian up video của thầy này. Thầy nãy trong clip trước thầy nói đó chính là 19:30 hàng ngày nha các em nha. Trừ thứ bảy đó. Trừ thứ bảy. Nào các em cứ nhớ thời gian đó. Còn đối với các em muốn coi toán với sinh thì thời gian nào các em coi cũng được, tại vì nó đã có sẵn. Ok. Chào các em nha. Rồi, xin chào tất cả các em học sinh lớp 6. Như vậy thì trong clip trước, gọi là hai clip trước ha. Clip đầu tiên thầy giới thiệu về cái chương trình vật lý lớp 6. Clip thứ hai là thầy quay cho các em bài 1 đo độ dài. Đó nào. Thì trong clip hôm nay thầy tiếp tục hướng dẫn tiếp cho các em ở cũng là cái bài 2 là đo độ dài tiếp theo. Ok. Rồi. Chúng ta đi sang phần 1 cách đo độ dài. Đây là cái phần thông tin này các em. Hãy dựa vào phần thực hành đo độ dài đối với từng vật ở tiết trước để trả lời các câu hỏi sau. Nghĩa là ở trong tiết trước thì giống như ở trong cái phần mà đo thực hành, mà đo về chiều dài cái bàn hoặc là cái vật gì đó mà giáo viên yêu cầu các em đo, tùy theo mỗi giáo viên yêu cầu đo dụng cụ hay là vật dụng gì đó thì chúng ta sẽ đo, dùng thước chúng ta đo ha. Thì câu C1 anh em. Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau là bao nhiêu. Nghĩa là ví dụ như chúng ta nói đo về cái găng tay của chúng ta đi, hoặc là cái bàn. Giờ thôi mình găng tay đi. Ví dụ như là găng tay chúng ta ước lượng là ví dụ như là khoảng 15 cm đi. Thực tế chúng ta đo là khoảng là 16. Nghĩa là chúng ta phải báo cáo ở đây với giáo viên ha. Em đã chọn dụng cụ đo nào, tại sao? Thì chúng ta ví dụ như chọn dụng cụ đo đó chính là thước kẻ. Thước kẻ học sinh ví dụ là giới hạn đo chúng ta là khoảng 20 hoặc là 30 cm. Đó nào. Còn cái gì các em, độ chia nhỏ nhất là 1 mm ha. Tại vì sao? Thì chúng ta trả lời tại vì chúng ta dùng một thước đó thì chúng ta mới đo được cái khoảng cách, ví dụ đo khoảng cách của găng tay hoặc là khoảng cách của cái cạnh bàn để cho nó chính xác. Đó nào. Ok. Em đặt thước đo như thế nào? Thì mình đây, thì chúng ta ví dụ này. Ví dụ như chúng ta đo cái mép, ví dụ như là chiều rộng của cái quyển sách vật lý lớp 6 này, thì chúng ta đặt thước đo như thế nào các em? Chúng ta đặt ở cái vạch không trùng với cái vạch đầu tiên ở đây. Sau đó các em sẽ đánh ở chỗ cái vị trí số 10 em. Đó, đánh lên 10 rồi đó. Rồi, từ đây chúng ta đặt lên tiếp là bao nhiêu? Đây là tới 6 là 16 này, 16 1 2 3 nghĩa là 16,3 cm. Nghĩa là 163 mm anh em ha. Đó. Ok. Rồi. Tiếp tục. Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đó? Thì ví dụ như chúng ta nó cũng có rất là nhiều cách em. Ví dụ chúng ta đo ở chiều rộng ấy, thì chúng ta có thể nhìn theo cái chiều ngang cũng được. Còn đối với một số thước thì chúng ta cũng có thể là theo chiều phương thẳng đứng ha. Cái phần này nói chung thì nó khá là đơn giản ha. Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào? Đó nào. Thì ở đây này, người ta hỏi các em có hiểu không?
Thì đọc lại lần nữa là nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vật chia thì đọc kết quả đo như thế nào? Thì ở đây ví dụ như này chúng ta đo cái quyển sách á, thì cái đầu cuối của thầy là 10 cm thì nó không có ngang bằng với cái vạch cuối của quyển sách là cuối cùng không nào? Thì chúng ta nên đo một lần nữa, sau đó các em cộng lại, cộng cái độ dài lại, cộng lại, sau đó chúng ta sẽ gì? Còn nếu đọc cộng tổng á, còn nếu không thì chúng ta sẽ đo còn 2-3 lần đấy, chúng ta cộng lại và chia lấy trung bình ra, được chưa? Sau đó chúng ta đi sang phần rút ra kết luận này. Rồi, rút ra kết luận câu 6, hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau. Khi đo độ dài cần, chúng ta điền vào những vị trí này. Các em thấy không? 7 vị trí tương ứng với những cái từ này chúng ta điền vào chỗ đây. Rồi bây giờ thầy sẽ đọc và thầy sẽ điền luôn các em nhé. Câu A này. Ước lượng chấm cần đo. Như vậy theo em ước lượng cái gì mà chúng ta cần phải đo? Ở trong đây thì chúng ta thấy là ước lượng đó chính là độ dài. Như vậy chỗ đây chúng ta cần phải điền là độ dài nha. Ước lượng độ dài. Chọn thước có nói chung ấy, ở đây thầy điền vào trong sách nhưng đối với em thì chúng ta nên hoàn thành vào trong vở. Các em sẽ ví dụ như đây là thầy hướng dẫn cách trình bày, ví dụ vị trí số 1 thì các em nên chọn ở đây là độ dài. Chúng ta hoàn thành trong vở như thế thì các em sẽ hoàn thành xuống cho tới vị trí số 7. Cuối cùng ở đây chúng ta điền ra, ghi vào trong vở. Chúng ta đừng nên điền trong sách, giáo viên bảo các em là học trước kênh đầy quang hay là nhìn sách giải hay gì đó đó, hiểu không nào? Câu B, chọn thước có chấm chấm và có chấm chấm thích hợp. Như vậy thì chúng ta đã học rồi. Cái thước luôn luôn chúng ta phải biết được hai ký hiệu và người ta hay rất là viết tắt, đó chính là gì? Giới hạn đo với lại là độ chia nhỏ nhất. Nào nào, như vậy chọn thước có gì? Giới hạn đo và có gì? Độ chia nhỏ nhất. Thích hợp. Đó, tùy theo cái vật dụng và cái yêu cầu là đo dài hay ngắn hay như nào đó thì chúng ta chọn thước để thích hợp ha. Cho dù như nói là đo cái mảnh đất của chúng nhà chúng ta là 60 mét dài hoặc là cả 100 mét mà chúng ta chọn cái thước có giới hạn đo như thầy có 10 cm thì không hợp lý rồi. Các em hiểu chưa nào? Hiểu ý thầy nói không? Là chúng ta cần phải hoặc là ví dụ đo cái chiều dài ngón tay của thầy như này đi mà quất cái thước có giới hạn đo tới 100 mét thì đâu có hợp lý được, không phù hợp ha. Đó. Tiếp, đặt thước chấm chấm độ dài cần đo sao cho một đầu của vật chấm chấm chắc chắn là gì, nó như nào so với vật số 0 của thước nào. Như vậy thì ở đây là đặt thước như nào trong cái đây dọc theo ha, đặt thước dọc theo độ dài cần đo sao cho một đầu của vật gì ngang bằng với ha, ngang bằng với vật số 0 của thước. Đó, hiểu cho các em. Câu D, đặt mắt nhìn theo hướng vị trí số 6 ở đây với cạnh thước ở đầu kia của vật. Như vậy thì đặt mắt ở đây là gì các em? Vuông góc nha các em nha. Đặt mắt là vuông góc. Vuông góc. E, đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia với đầu kia của vật. Như vậy thì ở đây là gì các em? Còn lại đó chính là gần nhất. Ok, đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật. Được chưa các em? Rồi chúng ta đi sang trang 10 nhé. Ta nhìn xíu đây. Nhớ nếu các em cảm thấy hay và dễ hiểu thì giúp thầy chia sẻ cho các bạn để cùng nhau tiến bộ các em nhé. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi phần 2, đó chính là vận dụng. Vận dụng ha các em ha. Vận dụng thì bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành giùm thầy cái câu C7. Ta quan sát thầy ở hình 2.1 nha.
Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài của cây bút chì nha. Như vậy thì ở đây cái hình A này, người ta có hình vị minh họa nè em. Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, em ha, không đặt dọc. Đáng lẽ như này thì thước nó phải dọc sát cái mép đây này, cái trang mép. Thì ở đây á, em thấy cái hình A này chắc chắn là không chính xác rồi, tại vì nó không đặt dọc theo sát cái mép. Còn hình B em thấy là đáng lẽ cái vị trí này này nó phải trùng với cái vạch không này này. Chứ ngay chỗ đây mà đặt trước cái vị trí vạch không tới 1, 2, 3 mm là không chính xác rồi. Như vậy C em thấy là nó cái hình này là chính xác này. Tại vì sao? Tại vì khi đó là đặt cái thước nó dọc với cái bút chì này, và cái vạch số 0 này nó ngang bằng với một đầu của cây bút chì ha. Như vậy câu C này là chính xác này. Đó, rất là dễ hiểu đúng không em? Đó, ta đi sang câu số 8. Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt đúng để đọc kết quả đo? Như vậy hồi nãy chúng ta đã nói rồi, ở cái câu C6 thì thầy đã hoàn thành cho em cái bài tập á, thì đặt phải đặt như nào? Đặt vuông góc, đặt vuông góc. Thì ở đây cái hình A này là đặt xiên, mắt người ta nhìn xiên này là không chính xác rồi này, xiên sang trái, xiên sang phải, sang phải sang trái là điều sai, mà các em phải đặt này, mắt người ta phải nhìn xuống và vuông góc là nó mới chính xác. 7,1 ha. Như vậy thì ở đây chúng ta cũng chọn câu C là chính xác. Các em có hiểu không? Rồi, chúng ta sẽ đi sang câu 9 nhé. Câu 9, quan sát kỹ hình 2.3 với kết quả L. Ở đây là 1. Ở đây là bao nhiêu cm em? Nhìn xuống nè. 7 ha. 7 cm. Ha. Còn đối với cái hình B thì sao em? Hình A thì em thấy cái đầu mũi bút chì á nó trùng vạch 7 cm này. Đối với hình B á thì cái đầu mũi này nó có trùng với 7 cm hay không em? Chúng ta nhìn vuông góc xuống à, nó còn 6,7 à, đúng không em? Đó. Còn đối với hình C thì cái này lớn hơn nè. Như vậy thì nếu mà đo chính xác 6,7 hoặc là cái em sẽ ghi là nó sẽ nhỏ hơn gì các em, cái chiều dài của cái này nó nhỏ hơn 7 cm. Còn cái hình này thì nó như ước lượng thì nó tầm khoảng 7,2 cm, thì cái này nó lớn hơn 7 cm đó. Cái này nó dài hơn, này ngắn hơn, cái này bằng 7 cm, hiểu chưa? Ok, chúng ta có câu C10 các em, cũng là câu cuối cùng của cái bài số 2 ha. Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó. Nghĩa là cái sải tay chúng ta sẽ tính từ đầu mũi tay, cái các ngón tay này các em, chúng ta đo qua đây các cái đầu ngón tay đây thằng nào, thì nó chính là gần bằng cái chiều cao tương ứng của người đó. Như vậy thì cái phần này chúng ta tự đo, nghĩa là chúng ta sải tay ra ha, sau đó các em đo sau đó các em đo chiều cao xem thử nào, thì hãy kiểm tra lại xem có đúng không nào. Nhìn ở đây, độ dài vòng nắm tay đây, độ dài chúng ta nắm tay lại như này đó. À, độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân của người đó. Như vậy thì ở đây chúng ta nắm lại và chúng ta đo cái chiều dài của cái vòng nắm tay đây, chúng ta đo ha, sau đó chúng ta sẽ đo cái độ dài của bàn chân của chúng ta đấy. Người ta vị hình nhìn vô, người ta đọc là người ta hiểu ngay. Thì cái này phần nó chung là phần thực hành, nên mỗi người thì chúng ta tự đo và tự kiểm tra thôi, chứ thầy dạy qua video nên là không thể nào mà vào đo cho các em được, mà cái phần này thì các em tự đo lại hay hơn ha. Ok, còn cái phần kết luận cách đo độ dài có 3 phần này.
ước lượng độ dài cần đo để chọn thước đo thích hợp nè, đặt thước và mắt nhìn đúng cách, đọc ghi kết quả đo đúng quy định. Ok, đây là phần kết luận các em ghi vào trong vở bài học nha. Cái phần tiếp theo nữa đó chính là cái mục có thể em chưa biết. Hồi giờ các em đã nghe in không nè? Các em biết cái tivi của nhà của mình không? Các em hay hoặc là cái màn hình máy tính hoặc là cái điện thoại. Nhiều điện thoại bữa nay theo thầy biết được biết thì cứ khoảng 5 inch hoặc là 6 inch. Như vậy thì inch thì nó là đơn vị đo đo lường của nước ăn. Nghe này, một thầy chỉ một inch thì nó sẽ bằng 2,54 cm. Như vậy thì ở đây các em thấy thông thường ở tivi hồi thời trước thì nói người ta hay nói là 21 inch. Ví dụ cái màn hình tivi này này các em, thì cái inch này nó đo theo cái đường chéo này các em, đường chéo này. Máy tính nó điện thoại bất kỳ gì nó đo theo đường chéo. Thì ví dụ nó 21 inch mà để đo cm thì các em lấy 21 nhân cho 2,54 thì ra được cm. Các em hiểu không? Đây này, đây nhân cho em bằng khoảng là 5,33. Đó. Các em hiểu chưa? Nên là thầy nói với em là cái phần này các em nên đọc, cái phần này nên đọc rất là hay, rất là hay nha. Còn cái bài tiếp theo thì về nhà chúng ta sẽ học bài số 3, chúng ta nên đọc trước bài 3, đo thể tích của chất lỏng và